Tập viên Thu Phương kính mời quý vị và các bạn xem bản tin, quan hệ Việt Trung sẽ thay đổi như thế nào sau khi ký kết cộng đồng chia sẻ tương lai? Ngày 14 tháng 12, Hoa tiếng Việt có bài cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc chỉ là cái vỏ rỗng. Theo đó, Hoa dẫn nhận định của một số nhà quan sát cho rằng, Việt Nam tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc chỉ là nỗ lực làm yên lòng Bắc Kinh. Sau khi Hà Nội xích gần về phương Tây, và việc này về cơ bản không thay đổi gì quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc hay với Mỹ. Theo Voa, để lôi kéo Việt Nam tham gia ý tưởng loại bỏ vai trò của Mỹ đối với khu vực, Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ mở cửa hơn nữa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, nhất là nông sản, và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Việt Nam để tăng cường kết nối hai nước. Bài đăng trên đài Voa, Voa dẫn lời ông Greg Poling, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington DC, nói, tất cả thông tin đều cho thấy Hà Nội không muốn gia nhập ý tưởng của Trung Quốc về cộng đồng chung vận mệnh nhưng cuối cùng họ cảm thấy cần phải nhượng bộ trên vấn đề này. Ông Pauling lưu ý, khái niệm này lúc đầu có tên là cộng đồng chung vận mệnh, nhưng sau đó đã được điều chỉnh thành cộng đồng chia sẻ tương lai, có ý nghĩa hẹp hơn, và ngôn từ rất kêu nhưng nội dung không có gì nhiều. Đồng quan điểm và dẫn lời nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng khái niệm rộng và bao trùm nhiều vấn đề, nhưng trên thực tế thực hiện như thế nào thì không được cụ thể lắm. Cho nên, tôi nghĩ việc ký kết này nhìn chung mang ý nghĩa nhiều hơn về hình thức bên ngoài. Ông Giang lưu ý, cách nói chung vận mệnh hơi nhạy cảm với Việt Nam, khó được Việt Nam chấp nhận, nên phải đổi thành chia sẻ tương lai, Việt Nam liên tục gia tăng quan hệ với phương Tây trong năm này. Phần nào đây là động thái tái cân bằng của Việt Nam, khi mà trong năm qua, Việt Nam đã có rất nhiều những cải thiện đáng kể về quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây ông Giang nhận xét. Ông giải thích rằng, Hà Nội muốn chấn an Bắc Kinh rằng, họ sẽ không bỏ rơi Trung Quốc để chạy sang phía bên kia, cũng như sẽ không tham gia vào nỗ lực kiềm tỏa Trung Quốc. Cho dù là gì đi nữa, cộng đồng này không có ý nghĩa ngoại giao gì đối với Việt Nam. Trung Quốc vẫn chỉ là một đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam giống như Mỹ, Hàn, Nhật, ông Greg Poling nói và lưu ý rằng các văn kiện được hai nước ký kết đều rất mơ hồ. Ông Poling nhấn mạnh Hà Nội đã từ chối ký kết hợp tác với Trung Quốc về khoáng sản trọng yếu, bao gồm đất hiếm, mặc dù chính bản thân ông Tập vận động lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khắc Giang chỉ ra trong hệ thống phân cấp về quan hệ ngoại giao của Việt Nam, cao hơn đối tác chiến lược toàn diện là quan hệ đặc biệt mà Việt Nam có với Cuba hay Lào, chứ không phải với Trung Quốc và cộng đồng chia sẻ tương lai không tồn tại trong các khái niệm ngoại giao của Việt Nam. Ông Giang chỉ ra, trong 36 văn bản ký kết thì đa số tập trung chủ yếu vào thương mại, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt, đường bộ. Ông Giang nhận định rằng, Hà Nội rõ ràng cố gắng giữ ổn định quan hệ kinh tế thương mại với Trung Quốc và đang có nhu cầu rất lớn về vốn để chuyển đổi sang năng lượng xanh và xây dựng cơ sở hạ tầng, nên cũng muốn thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ Trung Quốc ở những dự án không quá nhạy cảm. Trong tất cả các cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn thì Việt Nam ở trong thế rất thuận lợi để thu hút đầu tư và hỗ trợ từ hai bên. Và Việt Nam rõ ràng đã rất khôn ngoan trong việc cố gắng đi ở giữa để tận dụng tối đa lợi thế ấy ông Giang nói thêm. Về vấn đề biển Đông Cả hai nhà nghiên cứu Greg Poling và Nguyễn Khắc Giang đều cho rằng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc sẽ không thay đổi gì tình hình trên Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin. Quan hệ Việt-Trung sẽ thay đổi như thế nào sau khi ký kết cộng đồng chia sẻ tương lai? Chị dân không xong, quản đất nước không được, tổng ký 36 văn kiện nhờ tập ra tay. Ông Tập Cận Bình vừa đặt chân đến Hà Nội thì ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chia ngay ra 36 văn bản cho ông Tập ký. So với chuyến thăm của ông Tập cách đây 6 năm, thì số văn bản ông Tập ký nhiều hơn gấp 3 lần. Ngày 12 tháng 11 năm 2017, ông Trong chia ra 12 văn kiện cho ông Tập ký, còn lần này đến 36 văn kiện. Đáng lo ngại nhất trong 36 văn kiện lần này, chính là hai văn kiện đầu tiên, thỏa thuận hợp tác giữa Ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, giai đoạn năm 2024 đến năm 2028. Nguyễn Phú Trọng bày 36 văn kiện cho tập ký. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy người dân vào con đường khốn cùng. Kinh tế tàn nát, tham nhũng khủng tràn lan, quan chức vô cùng bất nhân, thể hiện qua các vụ án như chuyến bay giải cứu và Việt Á, nền kinh tế bị sâu mọt đục rỗng, trong đó, Kinh khủng nhất là vụ vạn thịnh phát với việc ngân hàng SCB là công cụ để lùa tiền dân chúng vào túi đại gia. Năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm có nhiều vụ án kinh khủng. Tình trạng các đại gia được sự tiếp tay của quan chức chính quyền. Dùng ngân hàng để lừa tiền người gửi tiết kiệm là rất nhiều, mà hầu hết là tiền dành dụng phòng thân của người già, tiền chuẩn bị cho tương lai của giới trẻ, khiến lòng dân vô cùng oán hận. Đảng cho tuyên giáo mở hết công suất để tuyên truyền dùng mọi cách để đánh phá những người dám nói lên sự thật, nhưng xem ra, đã đến lúc đảng không thể che đậy được nữa. Bởi, ở thời đại Internet, đảng không còn có thể một tay che trời, và bởi số lượng nạn nhân đã quá lớn. Lòng dân vốn đã chán ghét, thì nay, họ có thể trở nên căm phẫn, bởi chính họ đã bị lừa trắng tay và xã hội đang bị bần cùng hóa. Trong 36 văn kiện ký kết với Trung Quốc, chủ yếu đảng cầu cứu tập giúp đỡ cho tuyên giáo Việt Nam, bày cho cách làm thế nào để tiếp tục lừa dối dân. Nếu không thể tiếp tục lừa dối, thì có thể sẽ ra tay tàn bạo theo cách của Trung Quốc, để dân biết sợ chăng. Ngoài ra, có nhiều văn kiện trong số 36 văn kiện ấy là những vấn đề kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay như thân cây mục, với hai chân trụ quẻ quạt là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, phải tì lên cây nạng gỗ FDI. Nhưng nhiều nhà đầu tư ngoại đang không mấy mặn mà với lời mời gọi của chính quyền Việt Nam. Điển hình là vụ Intel đã quay lưng và Austin rút hoàn toàn. Nguyễn Phú Trọng đón Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch. Trước đây, khi mà những cái ung nhọt của nền kinh tế chưa bục ra nhiều, thì tuyên giáo Cộng sản Việt Nam còn bịt được. Giờ đây, những vụ án khủng lên đến hàng chục tỷ đô vỡ lở, không thể bịt được nữa. Sự mất mát, thua thiệt của người dân quá lớn, nếu không có cách trị thì át dân làm loạn. Với 36 văn kiện này, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gần như trói chặt Đảng Cộng sản Việt Nam vào tay tập. Trong đó có vấn đề trị dân và quản lý nền kinh tế đất nước. Trước năm 1986, với cách quản lý hà khắc, ngăn sông cấm chợ, kinh tế tập trung, đã đẩy đời sống người dân đến cùng cực. May mà sau đó Đảng Cộng sản Việt Nam vớ được cái phao tàu chính là xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc và từ đó. Bản sao hàng tàu này đã cứu Đảng Cộng sản Việt Nam khỏi bế tắc trong về kinh tế. Cũng từ đó, cứ mỗi khi Đảng Cộng sản Việt Nam gặp bế tắc thì lại tìm đến tàu. Cú ôm chân tàu ở Thành Đô năm 1990 là cách họ cầu cứu tàu để khỏi bị chết chìm chung với khối Đông Âu và Liên Xô. 36 văn kiện buộc chặt Đảng Cộng sản Việt Nam vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ vì dân vì nước, có chăng chỉ là khẩu hiệu, thực chất, đảng chỉ vì sự tồn tại của đảng mà thôi. Hiện nay Khả năng đảng không thể đưa đất nước tiến lên được nữa, phần vì tham nhũng, phần vì bất tài trong điều hành và quản lý đất nước. Vậy nên khi họ biết năng lực của họ đã cạn, thì họ lại đi tìm ngoại bang giúp đỡ. Và đó là lý do vì sao họ không bao giờ rời xa quỹ đạo tàu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời Báo .de với bản tin chị dân không xong quản đất nước không được tổng ký 36 văn kiện nhờ tập ra tay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh youtube và facebook của Thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Thu Phương vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI, Thời báo.de, Berlin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.